Thưa quý vị, đúng là lộ trình của thế lực Satan sự giữ đang lộ diện trước mắt chúng ta. Sau khi tuyên bố ở cấp tòa tiểu bang New York là một cựu tổng thống của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ mang tội đến 34 tội danh mà điều đặc biệt là cựu tổng thống Donald Trump, ông đang là ứng cử viên số 1 của đảng lớn đảng Cộng hòa cho việc tranh cử vào chức tổng thống vào cuối năm 2024 này. Điều lộ rõ đã cho chúng ta thấy con đường của thế lực đầm lầy mà trước đó cựu Tổng thống Donald Trump đã gọi nhóm này với tên là quái vật trong khi ông đang là Tổng thống đương nhiệm. Mục đích cuối cùng đó là cản đường ông trở lại tòa bạch ốc lần thứ hai mà thôi. Và nhiều người đã xác định rằng đây đã rõ rệt là một cuộc chiến chính trị có thể nói một không cho đám thế lực ma quỷ đã chiến thắng ở tại tòa cấp tiểu bang ở New York thuộc Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, bước thứ hai của những bàn tay lông lá tiếp tục cho giới truyền thông ra rả đưa những thông tin đại khái như phân nửa người Mỹ nghĩ rằng cựu Tổng thống có tội nên phải ngừng việc tranh cử lại. Chỉ riêng hai điều này thôi chúng ta thấy cảm thấy càng nực cười hơn nữa phân nửa người Mỹ nghĩ có nghĩa là hơn 300 triệu người Mỹ đã được từng nhà báo hoặc là những người đang muốn thống kê về số liệu đi đánh giá, đi tìm hiểu và hỏi hơn 300 triệu người đây có phải là sự thật hay không? Với con số người lớn như vậy được thẩm vấn có phải đúng như thế hay không? Và chắc chắn rằng không phải như vậy. Bởi họ nói rằng những người đó họ đang nghĩ trừ khi là một thượng đế mới nắm rõ được suy nghĩ của người khác, suy nghĩ của hơn 300 triệu người Mỹ nói một cách khác là một nửa số dân người đang sống ở trên đất Mỹ với số lượng người dân Mỹ được thống kê là hơn 300 triệu dân. Và cái họ muốn thế lực ma quỷ, thế lực đầm lầy đang muốn đó là họ muốn dừng cuộc tranh cử lại và tiếp tục được dàn xếp bởi chính họ. Họ có thể đưa luôn cả phó tổng thống của hợp chủng quốc Hoa Kỳ đương nhiệm lên làm tổng thống tiên khởi là người phụ nữ đầu tiên của hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nhiều tờ báo nói rằng một số dân Mỹ đến 50% chỉ đến đây thôi, chúng ta đã dừng lại để mà suy nghĩ, đây có phải là những tờ báo đó đang nói về sự thật hay là sự dối trá? Những tờ báo đó nói cho rằng việc cựu Tổng thống Donald Trump bị bội thẩm đoàn New York tuyên án tất cả 34 tội danh trong phiên tòa xét xử vụ chi tiền bịt miệng đó là đúng. Và họ có thể thống kê hàng loạt những trang mạng thăm dò như ABC, BCD vân vân và vân vân và họ xác định rằng đó là con số được thống kê dựa trên ý kiến của hơn 300 triệu người dân Mỹ có một thực tế là sau khi tuyên án cựu Tổng thống Roy Trump ở cấp tòa tiểu bang New York thuộc Đảng Dân Chủ, thì phía Đảng Cộng Hòa họ vẫn không thay đổi người ứng cử viên cho họ trong chức cao nhất chức Tổng tư lệnh Tổng thống vẫn là cựu Tổng thống Roy Trump. Thì thế lực lông lá ở đằng sau vẫn tiếp tục đi thêm một đòn giáng thứ hai là OA chất truyền thông mà họ đang nắm giữ đưa thông tin và nói rằng người dân Mỹ đang muốn không cho cuộc bầu cử diễn ra, có nghĩa là nên ngừng cuộc tranh cử lại. Nói đến đây chúng ta đang thấy rõ ràng đây là một vở kịch sân khấu chính trị mà thôi. Mà khán giả trong đó là những khán giả chúng ta phải xem là từng người dân Mỹ mang quốc tịch Mỹ và chưa mang quốc tịch Mỹ đang sống ở trên đất Mỹ và người dân trên toàn thế giới đang chứng kiến một vụ xử án vô tiền khoáng hậu và vô cùng phi lý được gắn cho một cựu Tổng thống với những tội danh nhỏ nhặt và được cộng lại thành một tội hình sự lớn lạc. Cựu Tổng thống nói trong ông đặt đã công bố một cách khẳng khái là việc kháng án chắc chắn sẽ diễn ra. Cựu Tổng thống đã nói vào ngày thứ Sáu, sau khi tòa New York tuyên án, vào ngày 31 tháng 5 năm 2024, cựu Tổng thống đã nói rằng những kẻ mưu ma trước quỷ đấu tố ông và buộc tội chống lại ông. Cũng như là chống lại cả một đảng lớn đảng Cộng Hòa, cũng như là nhiều người dân đã nhìn ra được sự thật người dân mỹ đang muốn đất nước mỹ vĩ đại trở lại nhiều người nói rằng người ta chưa bao giờ thấy một hợp chủng của hoa kỳ mà nền pháp trị vững mạnh như thế mà nay là bị khuynh đảo như vậy và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như satan những thế lực theo sự giữ ma quỷ nắm giữ quyền lực quá lâu nắm giữ một quốc gia đang đứng đầu thế giới về mọi mặt cả nền kinh tế cũng như là sức mạnh của quân sự thì thế giới này rồi sẽ đi về đâu? Nhiều người nói chỉ một điều căn bản mà chúng ta có thể đo lường được phiên tòa New York đó là vở hài kịch hay không, là sự thật hay không. Và chúng ta nhìn vào chính đảng lớn đảng Cộng hòa của cựu Tổng thống Donald Trump. Hiện tại những con người đang đề bạt cựu Tổng thống và cả một đảng lớn như vậy vẫn chọn cựu Tổng thống là một ứng cử viên số một cho chức Tổng thống dù rằng ông phải đi hầu toàn liên tục ở tại tiểu bang New York như thế. Như vậy thôi, chúng ta đã đủ hiểu ra đây là trò chơi chính trị của thế lực đảng Dân Chủ đang bày ra để làm khuyên đảo cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra ở tại Mỹ. Một chức vị vô cùng ảnh hưởng lớn lao không chỉ tại quốc gia hợp chủng của Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới, đó là chức Tổng thống Mỹ và là Tổng tư lệnh của quân đội Hoa Kỳ. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị Đúng là sự thật Nhiều người vẫn hay nói Và đặc biệt là người Việt chúng ta vẫn thường nói rằng Nhìn quả thì biết cây Cây tốt thì sinh quả tốt Và chính lời của Thiên Chúa Lời ông trời trong quyển Kinh Thánh Theo Thánh bắt theo chương 12 Câu 35 đến câu 37 cũng đã nói rồi Chúng ta thấy rằng người tốt Thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình. Tôi nói cho các người hay đến ngày phán xét người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mà mình đã nói. Vì nhờ lời nói của anh mà anh sẽ được trắng án và cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án. Sự việc vừa qua, con trai của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, đó là Hunter Biden, đã thua trong tòa phúc thẩm đối mặt với phiên tòa hình sự vào đầu tháng 6 năm 2024 này. Hay chỗ khác trong Thánh Sử Luca chương 6 từ câu 39 đến cầu câu 5 cũng đã nói rằng Kinh Thánh nói rõ cho chúng ta thấy không có cây nào tốt mà sinh trái xấu và ngược lại cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu. Bởi lòng tích chứa điều lành nên phát xuất sự thiện và kẻ giữ bởi tích đầy lòng ác nên phát xuất điều ác vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Vừa qua, Tòa Phúc Thẩm Liên bang vào ngày 9 tháng 5 năm 2024, ngày thứ Năm, đã phản đối một thành nguyện bãi bỏ những cáo buộc hình sự có liên quan đến Hunter Biden, dọn đường cho phiên tòa đầu tiên trong lịch sử xét xử con trai của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 3 tháng 6 năm 2024. Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Phúc Thẩm gồm có 3 thẩm phán Tòa Phúc Thẩm Liên bang khu vực 3 ở Philadelphia cho rằng Hunter Biden không thể kháng án vì tòa cấp dưới chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ trí tố, khiếu nại bị bác bỏ và bị cáo không đưa ra các án lệnh của tòa xét xử có thể kháng án trước khi có phán quyết cuối cùng. Phán quyết ghi là như vậy. Trừ phi có thỏa thuận nhận tội phiên tòa xét xử Hunter Biden sẽ bắt đầu vào đầu tháng 6 năm 2024, ngay sau khi có phán quyết từ tòa phúc thẩm. Thẩm phán Mary Ellen Norica ra án lệnh phiên tòa xử kéo dài 6 ngày sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 6 năm 2024 ở Wilmington ở Delaware. Toán cố vấn pháp lý của con trai tổng thống đương nhiệm Joe Biden tuyên bố là sẽ yêu cầu toàn bộ tòa phúc thẩm ở Philadelphia cân nhắc quyết định của hội đồng phúc thẩm. Khi xem xét quyết định của hội đồng phúc thẩm, chúng tôi tin rằng những vấn đề có liên quan rất quan trọng và việc xem xét sâu hơn nữa về yêu cầu của chúng tôi phù hợp theo luật sư FB nói như vậy. Hunter Biden vào tháng trước kháng án quyết định của tòa xét xử liên bang, trong đó bị cáo buộc tội truy tố là cố tình mang tính thù hận. Thẩm phán Norica đã từ chối những thỉnh nguyện yêu cầu bãi bỏ hai tội danh cáo buộc con trai của đương kim tổng thống Joe Biden khai man về việc dùng súng cũng như là ma túy và nhiều sự việc khác nữa có liên quan vào năm 2018 và tội danh thứ ba là tàng trữ bất hợp pháp vũ khí. Luật sư biện hộ cho rằng tòa cấp dưới phải chờ tòa phúc thẩm liên bang quyết định trước khi ấn định phiên tòa. Con trai của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đối mặt với bản án tối đa lên đến 25 năm tù liên quan đến nhiều cáo buộc cả vũ khí và ma túy khác nhau phiên tòa sẽ diễn ra ngay khi thời gian tổng thống đương nhiệm tăng cường chiến dịch vận động tái tranh cử bên cạnh đó hunter biden sẽ còn phải đối diện với nhiều cáo buộc khác cáo buộc hình sự liên quan đến vấn đề thuế ở tiểu bang california kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng